Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gồm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường đã có buổi tiếp xúc đại diện cử tri quận Liên Chiểu, thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Qua nghe đoàn đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa qua, cử tri bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao thành công của kỳ họp cũng như sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Đồng thời cử tri cũng đề đạt nhiều tâm tư nguyện vọng đến các đại biểu Quốc hội về các vấn đề an sinh xã hội, kinh tế, thương mại, bảo vệ môi trường. Ý kiến thứ nhất, bên cạnh những hệ lụy của các mặt hàng online đó là việc hàng nhái, hàng nhã gây ảnh hưởng là nó không đảm bảo cái đời sống của trong nhân dân rất là nhiều. Thì chúng tôi kiến nghị Quốc hội cũng sớm có những cái biện pháp để ngăn chặn những cái trường hợp bán hàng qua mạng này. Đề nghị thành phố sớm có chủ trương đầu tư quy hoạch chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mở kênh thoát nước qua cầu Đa Cô trực tiếp chảy ra biển, tránh lối đi ngoằn ngoèo ra hồ điều tiết như hiện nay làm chậm thoát nước. Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét quan tâm các vấn đề trong lĩnh vực an toàn giao thông, triển khai hiệu quả luật căn cước, cũng như đề nghị các ngành chức năng của thành phố giải quyết thấu đáo các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn quận.